Hi, xin chào cả nhà. Thì trong video đợt này, Phượng sẽ giới thiệu đến các anh chị về các mẫu nhà ở trong dự án Golden Bay Cam Ranh. Và xin mời các anh chị xem video của Phượng nha. Đây là mẫu nhà đối với khách sạn ở mặt trước ạ. Thì nếu như anh chị có thể muốn xây khách sạn thì ngoài việc mình chọn những cái lô mặt tiền đại lộ Nguyễn Tất Thành thì mình có thể chọn những cái lô bên trong. Đây là cái vị trí cũng là căn khách sạn luôn. Và cái này là nằm ở vị trí 2 mặt tiền ạ. Chỉ cần 3 đến 4 căn là các chị có thể xây một khách sạn như thế này rồi ạ. Đây là một mẫu khác đối với những lô ở vị trí 2 mặt tiền. Ngoài ra đây là cái lô biệt thự dự án của mình cũng là thuộc về vị trí lô góc luôn nha. Đây là tất cả những cái mẫu thiết kế cơ bản của dự án Golden Bay Cam Ranh của mình. Sau này sẽ cắt điệu, có thể là không gian khó hơn, mở ở khoảng không gian lan can phía trước của căn nhà của bạn. Vị trí căn góc thì anh chị cũng có thể là mình kinh doanh quán cà phê, kinh doanh nhà hàng. Cũng có thể kinh doanh homestay hay là làm nhà vườn theo kiểu như thế này. Bên này là chủ nhà xây một căn nhà để ở, còn bên cạnh sẽ là khu vườn để chăm to do when all I can is thinking about you not doing well, don't know where you are, cause you're not. Đối với dự án của Golden Bay của mình thì đây là cái mẫu là mẫu mới. Đây, mẫu mới thì các anh chị có thể ưu tiên thiết kế phần lan can nhiều hơn để tạo không gian thoáng hơn cho cái không gian nhà của mình. Thì riêng về dự án của mình Bay Cam Ranh thì nếu như các anh chị muốn mình có thể là thiết kế ở mặt ngoài là giống với mẫu của chủ đầu tư đưa ra, nhưng mà ở bên trong thì mình thiết kế tùy ý ạ. Nếu như các anh chị đang quan tâm về dự án Golden Bay Cam Ranh thì cũng có thể liên hệ trực tiếp đến Phượng theo số điện thoại 0909 423000 để Phượng có thể hỗ trợ thông tin trực tiếp đến các anh chị về tìm những vị trí đẹp để đầu tư hoặc là chọn những vị trí phù hợp để mình có thể sở hữu một căn nhà ở tại dự án này. Thì hãy liên hệ cho Phượng nhé. Ngoài ra thì Phượng có thể nhắn tin qua số Zalo của Phượng là 0867903868 thì Phượng sẽ chat tin nhắn qua Zalo cho các anh chị ạ. Và xin cảm ơn các anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.